để thực hiện được mục tiêu hướng người dân tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương xây dựng các công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng chủ động biến trách nhiệm đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng tổ chức các chương trình hoạt động tri ân người tiêu dùng, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm an toàn tiết kiệm, giảm giá khuyến mại và các hoạt động tri ân khác, thực hiện các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng, tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng. Các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định của pháp luật. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh chủ động tuyên truyền, tư vấn, định hướng, hỗ trợ người tiêu dùng tự biết bảo vệ quyền lợi của mình trong việc lựa chọn, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, bảo vệ môi trường trong tiêu dùng.